lòng trung thực đáng giá bao nhiêu. Đây là câu chuyện có thật của một giáo sư môn kỹ nghệ phần mềm tại Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ. Ben Ocean là sinh viên của ông Mai trong lớp nhập môn về phần mềm máy tính cách đây 15 năm. Sau nhiều năm, anh đến thăm và cảm ơn ông vì một câu nói đã ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của anh. Ben nói, em thực sự thích lớp của thầy, nhưng không may em không thể hoàn tất khóa học của em ở đây. Em chỉ muốn tới thăm và cảm ơn về những điều mà thầy đã dạy em. Lúc này, Ben là phó chủ tịch một công ty phần mềm. Anh nói, cha mẹ em mất trong một tai nạn khi em đang học năm thứ hai ở Carnegie Mellon, nên em phải bỏ học, đi làm để nuôi em gái. Em làm việc tháo ráp xe hơi tại Detroit. Vị giáo sư tỏ vẻ ngạc nhiên, nên anh tiếp tục giải thích. Em đã làm việc vất vả để cho em gái tới trường. Sau khi cô ấy tốt nghiệp và lấy chồng, bác em giới thiệu em tới California vì ông ấy có thể xin cho em một công việc ở Intel, làm người lắp ráp các bo mạch điện tử. Anh chậm rãi kể tiếp câu chuyện dài của mình. Một người bạn làm việc cho công ty phần mềm bảo em rằng công ty anh đang cần thuê gấp nhiều người lập trình. Thế là em đưa cho anh ấy hồ sơ cá nhân. Vài ngày sau anh ta gọi, Ben, cậu có bằng cấp gì vậy? Cậu không điền vào một bằng cấp đại học. Em trả lời rằng em không hề tốt nghiệp đại học. Anh ta ngần ngại một lúc. Việc làm yêu cầu bằng đại học, nhưng nếu cậu viết bừa là cậu có bằng cấp đại học, có lẽ họ không kiểm tra đâu. Tớ biết rằng họ cần hàng trăm người lập trình ngay lập tức, và họ rất bận. Em bảo anh ta rằng em không biết lập trình. Anh ta cười. Cậu làm việc với tớ và tớ có thể giúp cậu, chỉ mất vài tháng để học lập trình thôi. Vào lúc đó, em biết rằng mình đang có một chọn lựa quan trọng cho cuộc đời. Em có thể nói dối. Điều xấu nhất là em sẽ bị đuổi việc. Ngược lại, em có được một công việc như ý. Sau vài ngày, em chuyển cho anh ấy bản lý lịch đã cập nhật và chờ đợi. Vài ngày sau, em được gọi tới phỏng vấn việc làm. Có 3 người phỏng vấn em. Vòng phỏng vấn cuối cùng là với một giám đốc phần mềm. Ông ấy nói, anh viết trong một kê khai bằng cấp, một năm đại học. Điều đó nghĩa là anh không có bằng đại học. Em gật đầu, vâng, tôi không có bằng đại học. Ông ấy nhìn em chăm chăm trong vài phút. Cuối cùng ông ấy nói, nói cho tôi biết anh đã làm gì khi rời đại học. Thế là em kể cho ông ấy về tình huống của em và những kinh nghiệm trong xưởng xe hơi. Ông nói, anh đã học lớp kỹ nghệ phần mềm. Kể cho tôi nghe về điều anh học trong lớp đó. Em giải thích cho ông ấy tại sao em thích kỹ nghệ phần mềm nhưng đã không có cơ hội hoàn tất chương trình học. Ông ấy hỏi thêm rất nhiều câu hỏi và em đã trả lời dựa trên điều em đã học được từ lớp của thầy. Em không nhớ được chi tiết nhưng em biết rằng em rất đam mê phần mềm vì em đã được nghe những bài giảng thầy dạy trong lớp đó. Ông ấy nhìn em thật lâu nhưng không nói lời nào. Lúc đó đầu em rối tung và chả biết phải làm gì. Thế rồi ông ấy trỏ vào cửa, ra hiệu cho em về và nói, cảm ơn anh đã tới. Em rời công ty và tự nhủ, mình thật là dại dột khi không nghe lời khuyên nhủ của bạn mình. Lần này có lẽ là lần cuối cùng, mình sẽ không bao giờ làm như thế này nữa. Tối hôm đó em nhận được điện thoại từ công ty rằng em đã được nhận vào làm việc nhưng không phải là người lập trình mà là trợ lý cho giám đốc phần mềm. Người phụ trách nói, tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng ông giám đốc thích anh. Thực ra ông ấy đã thuyết phục công ty và những người khác không muốn thuê anh, mời anh tới làm việc vào tuần sau. Em được làm trợ lý cho ông giám đốc. Vài năm sau, ông ấy chuyển em lên làm phòng marketing để làm quản lý. Sau 7 năm, em được đề bạt làm phó chủ tịch marketing. Ông giám đốc cho em một công việc bây giờ lại cho em vị trí phó chủ tịch công ty. Em không bao giờ quên điều ông ấy đã nói với em vào ngày đầu. Tôi thuê cậu vì sự chân thành và trung thực của cậu. Kỹ thuật và các thứ khác có thể học được,
nhưng trung thực và chính trực là cái gì đó mà cậu đã có sẵn. Tôi chắc bố mẹ cậu đã dạy dỗ cậu rất tốt để có một người con như thế. Em có thể có được việc làm, nhưng bao giờ cũng sống trong sợ hãi rằng ai đó sẽ phát hiện ra. Nếu nói dối một lần, em sẽ phải tiếp tục che đậy, giấu giếm trong cả đời mình. Em có thể lừa người khác, nhưng em không thể lừa bản thân mình được. Em nhớ bài học thầy đã dạy trong lớp kỹ nghệ phần mềm những ngày đầu tiên. Người có giáo dục phải là người trung thực, đạo đức và làm việc chăm chỉ để làm ra khác biệt trong thế giới này. Đó là lý do tại sao em quay lại cảm ơn thầy vì bài học giá trị của thầy.